Thưa quý vị, để thu hút khách du lịch đến với thành phố, khôi phục ngành du lịch, ngành kinh tế trọng điểm của Đà Nẵng, thành phố đã và đang nỗ lực liên tục tổ chức nhiều sự kiện lễ hội hấp dẫn với quy mô lớn, qua đó góp phần khẳng định thương hiệu du lịch Đà Nẵng, điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu châu Á. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Diễn đàn phát triển đường bay châu Á đăng cai thành công tại Đà Nẵng vừa qua đã thể hiện được tính sẵn sàng trong việc tổ chức các sự kiện quốc tế của chính quyền và doanh nghiệp Đà Nẵng, và có thể nói đã được nâng tầm chuyên nghiệp hơn, qua đó thu hút sự tham gia của hơn 700 đại biểu trong nước và quốc tế là các nhà lãnh đạo, hoạch định trong lĩnh vực hàng không, mang lại hiệu quả quảng bá điểm đến Đà Nẵng rộng rãi với các phương tiện truyền thông quốc tế. Quan trọng nhất là đẩy nhanh việc xúc tiến khôi phục và mở thêm các đường bay quốc tế mới đến thành phố. Cái sự kiện này thì cho thấy rằng Đà Nẵng đã có một cái sự nghiên cứu và chuẩn bị khá là bài bản và dài hơi. Qua đó thì giúp cho thành phố Đà Nẵng có cái sự hồi phục nhanh hơn và hiệu quả hơn. Và từ đó thì không chỉ các cái khách hàng đi lại bằng đường hàng không của Việt Nam, mà còn đối với các nước quanh khu vực và thế giới cũng có cái thông tin tích cực hơn về cái điểm đến du lịch an toàn của Đà Nẵng và Việt Nam. Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Tôi thật sự bất ngờ về một sự kiện kết nối quốc tế lớn được thành phố Đà Nẵng đăng cai tổ chức lần đầu, nhưng lại rất chuyên nghiệp. Với sự chuẩn bị chu đáo như thế này, tôi nghĩ Đà Nẵng có tiềm năng lớn trong việc kết nối, hợp tác phát triển với các đơn vị hàng không, du lịch trên thế giới. Không dừng lại ở đó, Đà Nẵng đã tổ chức nhiều sự kiện lễ hội độc đáo, hấp dẫn, mang lại nhiều trải nghiệm hấp dẫn mới mẻ cho du khách, như lễ hội khinh khí cầu, sự kiện mua du lịch biển, lễ hội tận hưởng mùa hè Đà Nẵng năm 2022, v.v. Trong đó, lễ hội tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2022 diễn ra từ tháng 6 đến tháng 8, được tổ chức công phu, bài bản với nhiều hoạt động bùng nổ như carnival đường phố, đại nhạc hội kết hợp màn pháo hoa, tận hưởng ẩm thực và lễ hội Việt Nam Nhật Bản đã trở thành điểm nhấn trong mùa du lịch cao điểm của thành phố. Hầu hết du khách nào đến Đà Nẵng đều phấn khởi vì không khí thành phố luôn sôi động để họ có thể vui chơi, trải nghiệm. Tôi và bạn tôi lần đầu tiên đến với thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi thật sự bất ngờ về chương trình hôm nay vì đại nhạc hội kết hợp với màn pháo hoa được tổ chức dưới vòng quay mặt trời rất đẹp và lung linh. Đà Nẵng về đêm thật sự tuyệt vời. Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng tôi cảm thấy Đà Nẵng thật sự đã hồi sinh, là một thành phố rất phát triển và hiện đại. Mỗi lần tới thì thấy nó có những cái đổi khác của thành phố, khiến cho người đã đi có bao nhiêu lần ta quay trở lại cũng thấy có những điểm mới để khám phá. Đặc biệt năm nay, điểm đến Đà Nẵng tiếp tục được du khách bình chọn xếp vị trí thứ 3 trong top 10 thành phố du lịch hàng đầu Đông Nam Á do tạp chí du lịch nổi tiếng Travel and Leisure công bố, và top 25 điểm đến được yêu thích nhất châu Á 2022 do TripAdvisor, website du lịch nổi tiếng thế giới của Mỹ công bố. Điều này là minh chứng rõ nét cho thương hiệu du lịch Đà Nẵng. Theo đó, thành phố sẽ tiếp tục tổ chức nhiều sự kiện lớn như lễ hội du lịch Golf Đà Nẵng 2022 từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, hội chợ du lịch quốc tế VITM Đà Nẵng từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 12 năm 2022, chương trình chào năm mới 2023, vân vân. Tập trung để mà phát triển Đà Nẵng trở thành cái trung tâm hội nghị, hội thảo, sự kiện kết hợp với lại tham quan nghỉ dưỡng, tổ chức các cái chương trình du lịch MICE, du lịch gắn với thể thao, du lịch golf để đưa Đà Nẵng trở thành một cái điểm đến về sự kiện, tạo cái sự khác biệt trên cái cơ sở tiềm năng sẵn có của chúng ta. Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cũng cho biết thêm, trong thời gian tới, Đà Nẵng sẽ tập trung khai thác những điểm mạnh, các yếu tố có sự khác biệt để khẳng định mạnh mẽ thành phố Đà Nẵng là điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á.